Hãy chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục với Aroka. Thì hôm nay chúng ta hãy đem cái con này dời đất liền, xem sức mạnh của nó là như thế nào. Nói chung là nó là một con King Titan, mà trong này nó có tên là The Star các bạn. Để mình lấy con rồng xuống đó, không biết con nó đi cái di chuyển có dễ không nữa. Nó quét nè. Nó tơ viền con rồng nhìn vui quá. Wow, cái này là chế độ, chắc là chế độ mù màu. Thôi được rồi, mình sẽ pick up con này lại. Đâu rồi, có pick up đâu hả? Pick, 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 pick. Đây rồi. Thôi cho bỏ cái khí này ra cho rồi. Cứ pick up mà nó cứ cứ ở cho nhà mình kìa, cứ bích cúp mà nó cứ bấm tay đầu mới kìa. Lết. Yes. Ồ. Con này sao mà đói với mày? Mình không có cục gì cho nó ăn rồi. Ôi, nó tăng tốc độ di chuyển được kìa. Con này ghê á. Để cho mày ăn mát luôn coi. Ủa đam lên không, đam không lên các bạn, đam với máu đồ không lên được, chỉ có lên tốc độ di chuyển thôi. Vậy thôi mình cho này mát tốc độ di chuyển đi chứ ha, chứ mất công để điểm làm cái gì đâu. Chưa, để ăn thêm vài trái kinh nghiệm nữa. Đâu ha, đây 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 rồi, mát cấp rồi, được 1.700, thiệt sự không thay đổi nhiều các bạn ơi. Vẫn đi chậm phết nhưng có chiêu đi rất là nhanh các bạn biết chi không? Đợi chút. Con này giống bị đói quá. Ok được rồi. Trời. Rồi quay nè, chúng mày chạy nè. Rồi, chạy xuống luôn đi. Để mình cho nó chạy, nó ủi mất ủi là rớt xuống luôn các bạn. Con này đất châu bò là không chết nổi đâu. Wow, dữ quá trời rồng luôn cơ. Ui, có một con rồng gót nữa kìa. Ủa? Rồi, xong đời luôn rồi. Chơi ngu rồi. Rồi, các bạn ơi, mình bị mất đồ luôn rồi. Chết luôn rồi. Không kiếm được cái con kia nữa. Hình như là nó lên trên trời luôn rồi sao các bạn ơi. Thiệt tình luôn á, mới vừa ra chơi ngu cái quýnh con kia cái khác mình bay lên luôn. Hình như con đó quýnh liên tục mà nó bay lên trời luôn à. Để mình coi, mình bay lên coi mình lấy lại đồ coi được không. Trời, các bạn biết sao mình lấy lại được nó không? Mình phải thoát ra vô lại thì mình mới có được nó. Và mình mới bay lên trời để lấy lại cái xác của mình. Nó xuyên ra map và cái map nó màu trắng không thể nhìn được cái gì luôn á. Cái hồi nãy là mình bị chết là do cái con này nó bay lên trời chứ không phải là chứ không phải là chết do con rồng các bạn. Đây, bay lên vô nó lại nè. Con này mình phải đi từ từ xuống các bạn ơi. Đứng chỗ này nó dễ bay ra khỏi map quá. Mình chưa kịp review gì mà chết queo rồi, nên là mình phải cố gắng cách lấy lại nó. Chứ không là chúng ta sẽ không có thể tạo ra nó được. Tại vì y như là con boss, mấy boss khác á cũng vậy luôn. Mấy boss khác là chỉ trên map có một con thôi mà con này nó bị lỗi sao mà mình tìm không thể tìm ra được. Mình thoát ra vô lại thấy nó từ trên trời rơi xuống mới đau chứ. Cái gì vậy? Đi trên không được luôn hả? Ôi trời. Man. Ôi trời 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 trời. Họ mình quýnh từ từ các bạn ơi. Mình sợ quá. Mình sợ nó bay một phát lên trời như hồi nãy đó. Một nhát. Rồi rồi rồi. Nhảy ra nhảy ra nhảy ra. Ui ui. Các bạn thấy không? Nó lại nhảy lên như hồi nãy nữa nè. Trời ơi. Mình sợ mình rớt ra khỏi map thôi. Lần trước là mình có cái con gì ta? Lần trước là cái con
gì quên tên à. Cái con King Titan cũng bị rớt khỏi map nhờ cái chiêu. Ê, chưa chết hả? Họ chạy đi. Mình không dám chơi nhiều các bạn ơi. Chơi nhiều sợ nó bay nó khỏi map quá. Để mình ra khúc ngoài đi, khúc này trong này tối quá. Ê, nửa 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 các bạn thấy không? Đó, phải nhanh tay nhảy ra lẹ liền các bạn thấy không? Nó nhảy một phát lên tới cung trăng luôn nè. Rồi các con này mình chơi một xíu chắc mình giúp vứt nó ra rồi các bạn ơi. Kiểu này là không thể chơi được nó rồi. Nó quýnh một cái nó bay ra khỏi cung trăng như thế này. Mình không nhấn E kịp coi như là mình đi luôn rồi. Để slow mo 10 cho nó rớt xuống nè. Không chết luôn kìa các bạn thấy không? Nó vượt ra khỏi cái tầng... Nó vượt ra khỏi cái tầng của map luôn. Con này ghê thiệt. Mình chỉnh bất tử á, nên là mình mới sống được á, chứ không là mình cũng chết luôn rồi. Con này ghê thiệt, mình nhìn nó có skill bay ra khỏi map ghê quá. Nó bị lỗi gì mà nó quất chức cái bay ra khỏi map ghê ta. Phải không? Đam thì rất là to luôn á. Này, rất là đẹp luôn. Đẹp quá à. Vẫn cưỡi được bình thường. Ê, cái gì không giữ đúng không? Đây vô đây 10 triệu một kiếm các bạn thấy đã không? Con này rất là đã luôn, nó làm mất con rồng của mình rồi các bạn. Con rồng thì mình không thể cứu được rồi, con rồng nó ra khỏi cái tầng khí quyển coi như là banh xác luôn rồi. Con này đẹp thì đẹp thiệt á, nhưng mà chơi nó có vài chiêu rồi nó bay ra khỏi map luôn à. Gì nhóc con, nhóc con quất đuôi này thì quất đuôi. Con này di chuyển nó rồi nó hơi bị sợ một tí à, dễ bị bay quá. Kiểu như mình mà chậm tay một cái là mình chết chắc luôn á. Được cái là cơ thể của nó đẹp các bạn ha. Con này mà fit nhỏ nhỏ chơi chắc đã lắm á. Cái bộ giáp của nó nhìn phê thiệt chứ. Đó. Ê, này là kiểu Nhật à, ông này à. Cái animation của nó cũng khá là giống con kinh thiệt, mà những con này thì nó hơi bị sida một cái là bay lên trời quá nhanh thôi. Ủi nào. Mình chơi chiêu này kiểu như là mình chơi một xíu mình chơi chứ mình không dám chơi nhiều quá. Còn một cái chiêu kia nữa mình không dám chơi, sợ bay quá. Chơi coi. Dạ may các bạn thấy mạnh không? Một dứt là một triệu thôi. Rất là phê luôn. Thôi được rồi, chắc là mình sẽ để nó ở chỗ vị trí nào đó. Làm mất con rồng của mình uổng quá. Nếu là con này thì không thể chơi nhiều được các bạn. Chơi nhiều thì nó sẽ kiểu như là auto mất. Ôi, skill rất là bá đạo luôn. Móng vuốt như là Usa vậy. Đó, nhìn giống con gorilla quá các bạn ha. Ờ cái tướng ù y chang luôn. À hôm bữa mình mới thấy một cái mod cái ông kia ông mod con ngoài Godzilla chứ. Gorilla là con khỉ rồi. Con Godzilla đó giống con này nè. À chỉ là edit lấy con này chắc là vẽ lại về cái phần cái đầu thôi. Chứ phần cơ thể của con này mình thấy khá là giống các bạn thấy không? Đó, nhìn cái bộ giáp này mà các bạn không nhìn phần đầu là nghĩ y chang luôn á. Chỉnh nó to lên nữa rồi là y chang rồi. Con Godzilla trong phim á, có đầu khủng long á. Đó, rất là dữ đúng không? Bay nè, chạy. Chạy. Trời, đụng cái dừng lại là sao trời? Chạy. Idiot. Idiot. Chạy mà không có cái gì đụng thì nó sẽ chạy rất là xa. Ủa các bạn thấy ghê không? Chỉ cần một có một thứ nhỏ đụng nó là nó sẽ bị dừng lại liền. Vậy là con này chạy rất là xa luôn á. Quay đầu quá. Rồi ok, chạy tiếp nè. Con này mà điều khiển thoải mái được đã lắm luôn á. Mình đã dứt cả map luôn mà nhưng mình điều khiển nó dễ bị bay khỏi map đó, nên là mình hơi tiếc tiếc một chút. Chạy nè. Thấy chưa? Kẹt rồi nó chạy được.
Con này nó không có khả năng phá đá nữa, nó bị lỗi nữa. À, đi bộ xuống ơi. Rồi. Đó. Rồi chuẩn bị rớt xuống nữa nè. Các bạn thấy không? Mình mà kiểu như là mình bay ra khỏi map rồi nè. Cái này là nó kiểu như là đấy, khó nhìn lắm các bạn, chịu khó nha. Đó, lên khỏi cái tầng này là chúng ta bị mù mắt luôn. Slow-mo 10 xuống nè. Đó các bạn thấy không? Lúc đầu hồi nãy cũng vậy đó. Cưỡi rất là phê mà nhưng dễ bị chết lắm. Ủa để mình chơi chiêu gì ta? À, mình sẽ không chơi chiêu C nữa các bạn. Chiêu C này dễ bị bay khỏi map quá. Oh shit thật. Con ngu này. How to không cho nó bay ta. Nghe chưa? Nguy hiểm thiệt chứ. Không dám chơi chiêu C nữa mọi người. Chiêu C mà nó kỳ có bị vật cản á, là cái con khỉ này nó sẽ bay ra khỏi map luôn. Đó, nó mà không bị vật cản nó chạy ghê hồn luôn á. Chắc là mình sẽ bỏ này ra ngoài quá. Chơi này nguy hiểm quá. Nãy mình quýnh cái chiêu này liên tục cũng bị nè. Ghê ta, đẹp quá ta. Kệ nó, review cho mọi người coi được rồi. Ghê các bạn ha. Ơi. Chơi mấy con này dạng kiểu nguy hiểm quá. Rồi, mình sẽ đem cho nó về cái khu gì các bạn biết không? Khu mấy con khổng lồ ở nhà mình á. Mày sức mạnh nó vô biên quá rồi. Đó. Có mấy con khổng lồ ở nhà chơi với mày kìa. Mình sẽ tập hợp nguyên một team khổng lồ ở nhà luôn. À, cái map bên khúc này là mình để toàn mấy thằng khổng lồ không à. À, thêm một đứa vô nữa nè. À, tập hợp thêm đứa nữa cho nó bát hết đi. Rồi. Team của mình là toàn là những thằng cháu bò không mà bự 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 bự. Ghê chờ còn chim muốn nhân rớt. Đây cho mọi người thấy rõ ràng luôn. Rất là đã. Tập hợp những Titan điên nhất map của mình. Còn con màu đỏ trên kia nữa, con thả lava, super lava. Trên đây cũng còn con nó rất là nhiều các bạn thấy không? Sao lên được? Ôi, cái con màu vàng nhìn hoài vẫn thấy đã nha. Mình thích cái con màu vàng hơn. Vì cái đuôi nó giống con cá sấu rõ ràng á, mình rất là thích con màu vàng luôn. Không biết ở đây là các bạn thích con bự nào nhất của mấy con Titan của mình. Đây là con này có tên là The Star, còn con này cái tên là The World. Còn con này thì là ai rồi? Con này là Lava. Con này là con thường. Ủa, con này con ai luôn chứ quên luôn quên, không phải thường đâu. Thôi được rồi, mình để mấy con này ở đây đi. Không biết lấy cái kia của nó được không ta? Vô mình lấy cái dạng của nó có được không? Con này lấy được chắc rồi, không biết lấy được nó được không ta? Được nè, vẫn được một cái nữa nè. Ôi được luôn, ngon. Thơm thơm. Để mình đem về cái chỗ map của mình coi. Nước này là nước acid nè. Để mình đem về chỗ cái khu nhà mới của mình để coi. Ngu. Không biết cầm cái kiếm mình chặt cái bọn này chết không ta? Comment. Ui chặt cái gần chết luôn kìa. Thôi được rồi tụi bạn đứng ở chơi đi. Có cái kiếm giả man thật các bạn. Cái kiếm của Son Goku để lại. Ồ một đứa. Con kích. Mày con này. Con này mình chặt chết liền. Cho nó chết đi. Vô đây. Hai đứa. Tụi này không nhanh như là cái tụi hôm bữa. Cái tụi Raptor Sona, cái tụi vùng Raptor Sona là cái vùng mạnh hơn. Rồi mình chạy về cái khu nhà của mình đây. Lại gần cái con này nó kêu rang rang vui lắm mọi người. Con này hình như bự hơn con lười của nhà mình không ta?
hình như bự hơn hay sao á, đánh một cái là nó dứt mình liền á. Ủa, ủa nhà mình phía nào ta? À phía trên đây luôn. Hôm nay mình đi sẽ đi săn con gì ta? Con snow, snow owl á. Con cú cú tuyết. Ao rồi tuyết. Hôm bữa mình cứ nghĩ là đại bàng thôi vì nó giống quá. Ủa, hình như trong người mình có con cưỡi được khủng long đúng không? Tại vì mình mà không lượm lại cái xác của mình á là nó sẽ bị mất mấy cái con này, nãy mình định bỏ luôn cái xác mình rồi, cái xác mình nó nằm tút lút trên trời giờ nãy các bạn thấy đó. Có mấy con thú của mình bắt vô cái bóng đó nè. Nó mất tiêu rồi. Đây nè. Đó rồng đồ các kiểu bạn thấy không? Con này là con đấy, nên mình tiếc là mình lấy lại thôi chứ không là mình bỏ rồi. Ủa sao con rồng nó ra tút lút đó, nó nằm luôn vậy ta? À biết rồi, con mẹ rồng bữa bay bên cái chỗ này nè, lùm mẹ vô ra ngoài là tiêu luôn á. Ấy không lấy vô được. Ồ. Ok ta. Con này không cho, không cho. Được mà. Là một viện bảo tàng khủng long luôn. Làm cái medium coi nào. À, cần gỗ hả? Cần gỗ. Gỗ có 200 mấy cái mà cần gì ta? Gì kìa? Đao của bắp này. Dục luôn ấy. Quá. Quá thất bại, việc chặt gỗ cũng không xong thì dục đi chứ để làm gì. Ok. Medium form. Medium. Ây da. Trời đất. Có được cái mới trời. Ra được vài cái chứ. Đó. Shit thật. Hai cái thôi kệ đi, làm hai cái. Để bên cái chỗ này cho đẹp. Đó. He. Một cái nữa. Làm cho này. Ê! Ôi trời. Khùng ghê thiệt chứ mấy con kiến này. Trời thần ơi, nó làm cả điếng cả hồn luôn. Gọi bể luôn à. Con cửa hó này. Thiệt chứ là phải xây mấy cái chạm súng chắc canh tụi nó vô. Trời đất, đang đứng chặt cái cây nó bay vô trước mặt làm hết cả hồn. Bự quá trời bự mà lấy gì không hết hồn. Ôi, có cái rìu này, sao nãy xài rìu kia ngu ta. Nữa rồi, con rớt chắc luôn. Sao cái chỗ ở của mình ra toàn mấy con ghê ghê không vậy? Phải. Con chó này. Con chó này. Nhây. Hình như kiếm farm được hay sao á. Cái này là cái vòi nước của mình, có thể uống nước được chỗ đó. Cái đó của mình cũng xây luôn á. 1.000 thách. 300 gỗ nên lấy cái này. Lấy cái này chặt cho nó nhanh trời. Rồi ok. Thôi để lại mấy cái cây lại các bạn ơi. Chặt hết thì xấu lắm. 5 cái à. Chế cái medium này cực dữ. Để mình kiếm mấy con đẹp đẹp á, có làm một vòng cái này luôn cho đã. Mấy con kiến khốn nạn, mấy con kiến khốn nạn, mấy con kiến khốn nạn, mấy con kiến khốn nạn. Kiến khổng lồ với kiến thượng gì. Trời ơi. Rồi, ok. Một đứa. Sao lủng chân rồi?
phí thôi. Hình như các bạn biết sao không? Hình như do mình để ở trên cái này nè. Sao kia bích cấp được, cái này bích cấp không được rồi, điên vậy. Bích cấp được nè. Không. Sao cái kia bích cấp được, cái này không bích cấp được ta? Nhiều cái lạ đời quá vậy. Để vậy cho nó lẹ. Do ở trên cái đó đó các bạn ơi, mình đặt ở dưới nữa mới được, để mình qua cái chạm này của mình. Ở dưới nhà của mình nó chật chội quá, mình không chặt không để được. Trời ơi, không có chỗ nào để luôn ta. Lại nè. Đó, làm. Ok, một cái. Ok ta, con này nó bị lỗi rồi ông ơi. Nó đặt nhìn ngu vậy ta. Hai con này luôn. Rồi xong luôn, tốn công nãy giờ làm. Mình thích mấy cái này lắm luôn á. Tốn công rồi. Hay là cái small nó mới dùng được ta. Rồi thôi luôn. Thôi, tốn công tốn sức nãy giờ. Phí thiệt chứ. Thôi được rồi, biệt đội chúng ta lại đi săn tiếp các bạn ơi. Trời ơi, cái này mình chết nè, các bạn coi mình chết nè. Mỗi lần chết ra cục này chết hoài luôn á. Con rồng của mình đâu ta? À, dục mấy bộ đồ hư đi. Dục, dục, dục. Dục cái này đi luôn, dục cái này đi luôn. À, trời hư kìa. Cái này gì ta? Cái này gì nhỉ? Oh! Im mày, tắt nhạc, tắt nhạc. Ui, cái này đẹp quá mọi người. Im lặng. Như cái đền gì mình không biết nữa, không biết làm cái gì nữa. Ra gần đâu rồi, quay vần. Rồi lên vai nào cô, mình đi săn cho vui. Con này mình cho nó bích cúp rồi mà sao nó cứ bị mất hết ta. Đi săn. Ủa, cái chỗ này nhìn. Hay là đi săn con. Ủa, cái gì đó ta? À, cái Creo. Creo nó cooldown các bạn ạ. À, mình đi mình qua hồi bữa mình thấy con Snow Owl rất là đẹp nên mình quyết định hôm nay sẽ đi săn con đó. Và con đó có khả năng là cắn xuyên cái gì ta? Cắn xuyên khi mình ăn cưỡi á, gọi là cắn xuyên như ta, xuyên thú lẫn người á, xuyên thú à. Tại vì mình ngồi trên vai nó cũng chết, kiểu như mình đang ngồi trên con rồng mà nè cũng chết luôn á. Ơi có con gì nữa, con gì vậy trời, what the hell, con gì vậy? Trời ơi, con Rainbow kinh lửa các bạn ạ. Ôi. Ôi, có con này nữa hả? Trời đất ơi, con đó nữa hả? Con Rainbow kinh mà bằng lửa luôn các bạn. Dã man thì có hệ luôn, có nguyên tố luôn. À, mình sang con ơi, con này nè, mới vừa qua luôn. Poison hả? Hỏi không bắt Poison đâu. Mình thích con lửa hơn. Đây 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 đây. Trời ơi hên thế. Level 70.
154.000 turbo cũng khá là đơn giản, mình sẽ dùng rồng bắt nó cho mọi người xem. Ui mẹ nó, cháy 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 cháy. Con này sẽ bị gục bởi mình cho mọi người coi nè. Nó thổi lửa chết. Ơi ơi ơi, chạy 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 chạy, bình tĩnh. Thay đạn trước đã. Rồi. Quay lại. Đó. Lật cánh bay tiếp. Con này nó thổi mệt lắm. Con rồng này được cái sướng là chúng ta có thể cưỡi nó được. Này, con chim này thì không bao giờ có tuổi luôn á, dí được mình luôn á, hứa luôn á. Ui, ui. Trời, nó cắn chết như lần trước nữa. Đâu có dễ dàng quấn trúng con rồng được một cọng lông của con rồng đâu. Ấy là một cái da của con rồng đâu. Mày là chim, anh cũng là rồng. Hụt rồi cô ơi. Trời, các bạn nhìn nó kìa, nhìn nó kìa. Hơi bị dữ luôn á, bắt con này hơi bị phê. Không còn nhắm nữa. Nó tới gần mà nó sẽ bắn nguyên một tia lửa cực kỳ lớn luôn á các bạn. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên. Ê, hình như có ba viên rồi, còn lại hụt hết rồi. 80.000 rồi, dễ đó, mình thích bắt kiểu này hơn. Những con mà cỡ tầm 200.000 turbo trở lên là mình sẽ bắt kiểu này hết. Nó cảm giác nó khó hơn một tí, tại vì với những con 1 triệu, 2 triệu thì mình không thể nào mà bắt được. Bằng cái súng này bắn cả ngày luôn á. Cho tao xin. Rồi mất dấu rồi. Ok. Kỹ năng săn này là mình có từ rất lâu rồi. Rất là dễ săn các bạn. Ồ khúc này khó nhìn quá. Có con quay vần là các bạn có thể dùng con này đi săn thú sướng lắm. Cầm cái súng quá dễ. Ơi rách game. Ơi ơi. Trời ơi, tự nhiên đứng ấy nó giật ra đứng sớm chết luôn rồi. Ơi rồi, trời ơi. Quăng nó ra luôn rồi. Không rồi, ok để mình thay đạn mình bắn nó, bắt nó cho mọi người xem. Dễ gì trúng được, mình rớt con kia xuống rồi. Ôi ơi ơi ơi. Ê, ủa trời ơi, bị quýnh trúng cái rồi kìa, nhục ghê thiệt. Mình thấy nó còn xa lắm mà sao nó tới nhanh vậy? Đây là lúc nó chạy các bạn. Mình nghĩ là nó gần, nó thấm mệt rồi đó. Bắt giày mới gọi là bắt chứ. Cái các bạn luôn, con này tầm 5 viên nó gục. Tầm 2 viên nó thôi cũng gục rồi đó. Mày chạy sao lại tao, đi bộ thì tao thua thiệt á, nhưng mà. Này. Một viên rồi nha. Học rồi. Học hết rồi. Chạy đi cô. Khóc này không bắn được rồi. Hai viên chưa gục, nó chạy đi, nó trừ turbo các bạn ơi. Hai viên chưa hiện mặt đam. Ba viên
ba viên rồi, nãy giờ mình bắn mới trúng ba viên hay bốn viên gì rồi, chồng ba đi, bốn nè, chơi 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 chơi. Ôi ơi, đừng 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 ra ngoài đây mày ơi, ngoài đây rất là nguy hiểm. Ôi khôn thế, vô lại rồi. Viên ơi, viên cuối cùng. Ôi mẹ ơi, con này trầu quá các bạn ơi, 5 viên chưa gục luôn là sao? Bắt con này phê khó vậy. 141 nó đang lên, nó khôn quá nó chạy đi trừ turbo các bạn, do mình bắn nó lâu quá đó. Nó trừ rất là nhanh luôn. Cả tầm 7 viên rồi mới gục. Thêm viên nữa, 2 viên nữa, chắc 2 viên nữa. Nãy giờ bắn hụt không hả chưa? Bay như én á trời. Mày. Súng này giật. Ok, gục rồi các bạn ơi. Đỡ luôn, đỡ luôn, đỡ luôn. Trời ơi, bắt này mới đã cho cảm giác săn mấy con kiểu này mới sướng. Rồi, con rồng ấp nó luôn đi. Ơi kẹt mày ơi, kẹt tao mày ơi. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Quấy đầu rồng. Lọt mẹ xuống dưới rồi. Trời đất ơi. Về hướng này mới đúng, mình ngu xuống kia. Hồi con cơn rồng nó ấp luôn con chim các bạn ạ. Ok, có cái này thì nhanh rồi. Trời, các bạn thấy á, con này nguyên một con lửa luôn, rất là đã đúng không? Con này đã có hệ rồi, quá sướng, quá sướng. Ê, hình như mình quên cái gì đó. Còn cái con chùm săn những thú trên cạn của mình. Được rồi, nhưng bắt được con này là đủ sướng rồi. Con này phải còn có yên nữa các bạn ạ. Yes. Bắt con này đúng thốn thời gian luôn. Để mình lên trên ngọn, lên trên cái núi này coi thử coi. Ờ, có mấy con này vô đẹp ghê ta. À, làm nhà trên đây ở luôn quá. Ở của các loài rồng. Uầy. Hơi bị đỉnh luôn á các bạn ơi. Ôi, con này nhìn là tưởng phượng hoàng lửa chứ không phải là con thường đâu. Rất là đã đúng không, các bạn nhìn nó phê ha, nó nhìn nó đã hơn con thường rất là nhiều luôn. Ok, clip này mình chỉ dừng ở đây. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like ủng hộ cho mình để mình làm thêm nhiều clip ARK nữa nha. Được rồi, chào mọi người. Và hẹn mọi người ở tập sau. Mình các bạn muốn săn con gì thì các bạn comment bên dưới nha. Bye bye.